Bạn đã bao giờ gặp được định mệnh của đời mình chỉ nhờ vào một chiếc vali chưa? Haewon, một chàng trai đến một thành phố khác để lập nghiệp. Trong lúc mải mê ngắm phong cảnh khi đến thành phố này lần đầu tiên, cũng vì lơ là ngắm cảnh mà cậu không hay biết rằng chiếc vali mình đang dần dần rơi xuống theo con dốc. Rất may, đã có một anh chàng vô cùng đẹp trai giúp cậu chặn lại chiếc vali. Haewon bỗng dưng mất đà, ngã vào vòng tay của anh. Đó chính là khoảnh khắc cả hai mắt chạm mắt nhìn nhau vô cùng say đắm. Có lẽ cũng chính khoảnh khắc đó đã khiến cho trái tim của Haewon lỡ đi một nhịp. Liệu rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ dẫn đến một kết thúc có hậu hay là bi thương? Hãy cùng mình theo dõi mối tình này sẽ đi đến đâu nhé! Tiếp tục câu chuyện, anh chàng đẹp trai sau khi đỡ chiếc vali dùm Haewon đã dẫn đường cho cậu về địa chỉ căn nhà sẽ sinh sống. Đến nơi rồi thì đành phải nói lời chia tay đường ai nấy đi thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại. Căn nhà khách mà Haewon sẽ ở sắp tới lại chính là nhà của dì Haewon, người dì khi mới gặp lại đã vô cùng niềm nở chào đón cậu vào nhà. Dì dẫn cậu tham quan căn phòng mới của mình, có một quy tắc trong căn nhà khách này đó chính là nam nữ không được dùng chung phòng. Haewon nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp phòng của mình, cậu bắt đầu nghĩ đến chàng trai đã giúp mình khi nãy, trong lòng không ngừng thắc mắc rằng rốt cuộc anh ấy hiện giờ đang ở đâu. Chỉ ngay lần gặp đầu tiên, chàng trai đó đã chiếm một vị trí trong lòng của Haewon. Ở một bối cảnh khác, một anh chàng có tên là Hajin đang quay vlog để giới thiệu quán ăn mới được khai trương có tên gọi là Florida. Có thể nói cửa hàng này là nơi hội tụ visual của dàn Mỹ Nam vô cùng điển trai. Jisoo, một anh chàng phục vụ với gương mặt đầy khả ái, kiêm cả gương mặt đại diện của cửa hàng. Người tiếp theo chính là một chiếc máy rửa bát chạy bằng cơm, Seohyuk. Eungil, người đã giúp Haewon trước đó lại chính là đầu bếp của quán ăn này. Vlog của Hajin sau đó đã được đăng tải thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Mỗi khi ra đường, cả năm anh chàng đều khiến cho phái nữ phải ngất ngây vì vẻ đẹp tràn visual của bản thân. Một anh đã mờ lem lắm rồi, thử hỏi cả năm anh thì rổ nào đựng trứng cho đủ đây. Trùng hợp thay quán Florida lại chính là tầng trên nơi mà Haewon đang ở. Quá tò mò về quán ăn, cậu đã đi lên xem thử quán như thế nào. Khi mở cửa ra, đập vào mắt Haewon là một cửa hàng vô cùng xinh xắn, được bày trí vô cùng bắt mắt, kèm theo đó là dàn Mỹ Nam phục vụ vô cùng mờ lem. Haewon ngơ ngác, trong lòng thốt lên người Seoul đều đẹp trai như thế này sao? Bước vào quán, trông thấy người quen là Eungil, Haewon bất giác nở một nụ cười. Vì quá mải mê ngắm Eungil mà Haewon suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của Jisoo. Florida đã khiến những vị khách nán lại không phải thất vọng, từ thái độ phục vụ đến các món ăn đều khiến cho người dùng cảm thấy vô cùng hài lòng. Món ăn best seller ở đây của họ phải kể đến đó chính là mì tương đen dầu vừng. Haewon cũng gọi một phần tương tự. Ngay khi cậu định ngước lên cảm ơn thì lại bắt gặp Eungil. Có vẻ như vì quá ngại ngùng nên cậu đã quay mặt đi ngay lập tức. Trông thấy dáng vẻ xấu hổ của Haewon, khóe môi của Eungil bất giác cong lên. Jisoo ở gần đó cũng thì thầm với Eungil rằng Haewon đúng kiểu người cậu thích. Có vẻ như trai hay gái gì, Jisoo không quan tâm, miễn sướng ai nhầm, miễn là người hợp gu với anh là được. Vì quán trở nên quá nổi tiếng, số lượng khách trở nên ngày càng đông, họ buộc phải tuyển thêm nhân viên để phục vụ. Người đầu tiên ứng tuyển chính là một cô gái, Hajin và Seohyuk mừng thầm rằng họ sẽ có một bóng hồng đầu tiên trong quán. Nhưng không, cô gái này chỉ đến đây để xin chụp ảnh chỉ vì là fan của năm anh chàng này. Là ứng tuyển giữ chưa cô gái. Người tiếp theo còn quái dị hơn, anh ta mang theo mình một chiếc máy quay, sau đó quay lại toàn bộ quá trình phỏng vấn như thể là đang quay vlog. Thậm chí còn bắt Eungil và Jisoo phải phối hợp với mình để cho vlog thêm sinh động. Rồi rốt cuộc ai mới là người tuyển dụng đây? Những người sau đó, họ cũng không khác so với hai người đầu là mấy. Có vẻ như đợt tuyển dụng này lại trở nên vô cùng gian nan rồi đây. Có vẻ như nếu có ký tặng thì đây trông giống là một buổi họp fan hơn là phỏng vấn. Tìm một nhân viên thôi chẳng lẽ lại như mò kim đáy bể hay sao? Bọn họ đành phải gác lại việc ứng tuyển, làm vài chai bia để cắt đi nỗi sầu. Về phía bên này, Haewon đang ăn mặc vô cùng chỉnh tề và đang luyện nói trước gương để tập dượt cho buổi phỏng vấn sắp tới của mình. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu tình cờ gặp Eungil. Haewon vô thức giơ tay trông như là một chiếc máy ảnh quay về phía Eungil. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, khiến cho Haewon ngay lập tức trốn đi vì ngượng. Ở một bối cảnh khác, Hajin đang vô cùng chán nản khi họ vẫn chưa thể tìm được nhân viên phù hợp. Jisoo vô tình lướt thấy ảnh của họ được đăng tải bởi những người phỏng vấn trước đó. Anh vô cùng khó chịu khi biết rằng họ vốn dĩ đến đây chỉ để chụp ảnh chứ không phải để làm việc. Anh rất muốn gỡ tin tuyển dụng để những con người phiền phức như thế không tìm đến nữa. Eungil thì ngược lại, anh tin rằng nếu kiên trì thì họ sẽ sớm tìm được người phù hợp cho quán ăn. Haewon bắt đầu đi xin việc ở các quán ăn gần nhà, nhưng khi cậu đi đến quán nào thì quán đó đều từ chối vì lý do đủ người. Haewon vô tình gặp Jisoo trên đường.
Vì nói mình cần vận động, thế nên Jisoo đã rủ Haewon cùng mình đến tập võ với Eunkyu. Sau vài đường tỉ thí, cơ bản họ cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Jisoo đề nghị Haewon đến quán ăn của mình để làm việc, nhưng có vẻ như Eunkyu không đồng tình với ý kiến đó. Anh trầm ngâm quay đầu trở về quán. Thái độ của Eunkyu cũng khiến cho tâm trạng của Haewon không được tốt. Mặc dù Jisoo nói rằng đó vốn dĩ là thái độ bình thường của Eunkyu. Về đến quán, Jisoo thảo luận với Eunkyu và cho rằng Haewon là người rất phù hợp với Florida. Nhưng anh vẫn một mực phản đối, người hiện tại mà cửa hàng cần chính là một đầu bếp, Haewon hoàn toàn không phù hợp đối với vị trí đó. Vào buổi tối hôm đó, Haewon lặng lẽ đi đến quán ăn, băn khoăn không biết họ đã đóng cửa chưa. Khi vừa áp mặt vào cửa, bất ngờ Eunkyu mở cửa ra, khoảng cách hiện tại của họ trở nên gần hơn bao giờ hết. Để phá tan bầu không khí xấu hổ này, Eunkyu chủ động bước lùi lại hỏi rằng có phải Haewon đến để dùng bữa hay không. Sau khi xác nhận, Eunkyu ngay lập tức chuẩn bị mì tương đen cho Haewon. Trong lúc đó, Jisoo cũng từ đâu xuất hiện, cử chỉ của anh đối với Haewon có vẻ thân mật hơn so với một người bạn bình thường. Jisoo vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Haewon về quán ăn, anh quyết định thuyết phục Eunkyu thêm một lần nữa. Haewon tình nguyện học nấu ăn trong một tuần để có thể ứng tuyển vị trí đầu bếp. Eunkyu và Jisoo chứng kiến sự quyết tâm của Haewon mà cho cậu một cơ hội. Vào ngày nghỉ, Haewon vẫn vô cùng chăm chỉ luyện tập nấu ăn. Jisoo tình cờ ghé qua và tiết lộ một vài bí quyết nấu ăn của Eunkyu giúp cậu tự tin hơn. Khi Eunkyu vừa xuống nhà đã thấy cả hai đang ăn phần thức ăn họ vừa nấu. Có vẻ như tâm trạng của anh hôm nay không được tốt, nói ra mới biết hôm nay chính là ngày giỗ của mẹ anh. Jisoo tiết lộ với Haewon, ngay từ khi còn rất nhỏ do bố của Eunkyu luôn bận rộn với công việc ở nước ngoài, nên anh luôn ở cùng với nhà của Jisoo và bọn họ đã cùng nhau lớn lên. Eunkyu một mình ngồi trên tầng thượng, anh ngậm nhấm với nỗi cô đơn của mình cùng với chai rượu trên tay. Uống quá nhiều rượu khiến cho Eunkyu loạng choạng bước xuống cầu thang, sau đó anh vào nhầm phòng của Haewon, thản nhiên ôm cậu, cả hai đã có một giấc ngủ yên bình cho đến sáng. Đến khi hoàn toàn tỉnh rượu, Eunkyu mới lúng túng xin lỗi Haewon vì đã làm phiền cậu vào đêm qua. Một tuần cũng thấm thoát trôi qua, Haewon bắt đầu thử tay nghề của mình sau một tuần tập luyện. Quả thật cậu rất có năng khiếu trong việc nấu ăn, chỉ vẻn vẹn một tuần mà cậu đã có thể chinh phục được vị giác khó tính của Eunkyu. Haewon bắt đầu ngày đầu tiên đến làm việc tại Florida. Eunkyu là người trực tiếp mang tạp dề cho cậu. Trong khoảnh khắc riêng tư này, Haewon đã hỏi tại sao Eunkyu đồng ý tuyển cậu. Eunkyu không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ mỉm cười vén tóc cho cậu sau đó bỏ ra ngoài. Hành động chỉ diễn ra vài giây nhưng cũng khiến cho Haewon vô cùng xao xuyến. Hajin và Seo Hee-up đảm nhiệm vai trò chỉ dẫn những thứ cơ bản về quán ăn cho Haewon. Công việc hàng ngày vốn dĩ không phải là vấn đề quá lớn. Một trong rắc rối lớn nhất ở đây chính là các vị khách thường xuyên luôn muốn chụp hình với các dàn mỹ nam ở đây. Haewon cũng gặp phải tình huống khó xử khi cô gái này có ý muốn chụp ảnh chung với cậu. Người yêu của cô tỏ vẻ vô cùng khó chịu, cũng chính vì thế mà họ đã cãi nhau. Rất nhanh, Jisoo đã giải vây giúp Haewon và nắm tay cậu sang chỗ khác. Khi khách bắt đầu thưa dần, họ quyết định gọi pizza cùng với thức uống được làm từ mạch nha. Cả nhóm đang vui vẻ thì Eunkyu đi vào dọn bếp, có lẽ vì quá say nên anh cũng gục luôn tại đó. Họ vẫn có ý định đi tầng 2, nên Haewon quyết định đưa Eunkyu về phòng trước. Vào đến giường, Eunkyu táo bạo kéo Haewon lại sát người mình, cơn men say đã thúc đẩy cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Trong lúc đó, cả ba người còn lại vẫn đang đi tầng 2. Bất ngờ Hajin tiết lộ Eunkyu cũng đã từng ngủ chung với cả Haewon. Jisoo vô cùng khó chịu khi nghe điều đó. Anh ngay lập tức chạy về quán để xem tình hình của hai người họ. Nhưng anh đã chậm chân một bước, cả hai đều đã lên giường với nhau mất rồi, vì anh đã mãi là người đến sau. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Eunkyu mơ màng ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Haewon. Tình cảm hiện tại của anh đã rõ mồn một, nhưng còn Jisoo thì sao? Nhận ra rằng Jisoo cùng dành tình cảm với Haewon, Eunkyu không muốn tình cảm anh em cây khế của mình bị sứt mẻ, vì thế anh chọn cách trốn tránh tình cảm của bản thân. Cả hai khi mới trở lại quán đã bị Hajin chọc ghẹo rằng cả hai có gì đó bí mật với nhau, thêm vào đó là vẻ mặt khó ở đến từ vị trí của Jisoo. Cả hai từ là bạn tốt, cũng vì tình yêu mà sắp trở thành tình địch của nhau. Không khí của Florida từ đây cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Vào buổi tối, Jisoo quyết định mời Haewon đi ăn khuya, cả Seo Hee-up và Hajin cũng đánh lẻ đi trước. Eunkyu buồn bã một mình ở lại quán dọn dẹp. Đó cũng chính là lúc mà Haewon và Eunkyu ngày càng xa cách hơn vì chướng ngại vật mang tên Jisoo. Anh tỏ ra thân thiết với Haewon ở mọi lúc mọi nơi, thậm chí là ngay trước mặt Eunkyu.
Cũng chính vì quá bận tâm vào hai người, Eun-gyu đã sơ suất làm bỏng tay của mình vô cùng nặng. Ha-e-won đã ngay lập tức chạy đến, đưa anh về phòng và giúp Eun-gyu trong việc sơ cứu. Eun-gyu bỗng thấy vui vui vì sự quan tâm của Ha-e-won đối với mình, vết thương cũng không còn một chút nào đau đớn khi anh đang chìm đắm trong sự hạnh phúc của mình. Bởi vì vết bỏng nặng của Eun-gyu, Ha-e-won tình nguyện thay thế vị trí bếp trưởng để cho anh có thời gian để dưỡng thương. Ha-e-won đã làm thử món mì tương đen hai trứng mà Eun-gyu vẫn luôn đảm nhiệm. Kết quả, Ha-e-won làm tốt hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Việc Ha-e-won đứng bếp cũng tạo cơ hội cho Eun-gyu gần gũi hơn với cậu. Nhưng người nào đó lại trưng ra bộ mặt khó chịu khi Nok Nguyên hũ dấm vì khoảnh khắc thân mật của Ha-e-won và Eun-gyu. Khoảng thời gian gần gũi này cũng khiến cho Ha-e-won hiểu hơn về Eun-gyu. Cậu thắc mắc tại sao Eun-gyu lại đặt quán ăn tên là Florida. Anh đã mỉm cười giải thích rằng vì từ bé anh đã không được sống cùng bố, cái tên đó khiến cho anh cảm thấy mình luôn đứng cùng bầu trời với bố mình. Một ngày làm việc lại trôi qua, sau giờ làm, Jisoo quyết định rủ Ha-e-won đi chơi, nhưng Eun-gyu lại xen vào rủ cậu đến một nơi khác. Cũng chính từ đây cả hai bắt đầu mâu thuẫn. Jisoo cho rằng Eun-gyu đang cố tình cướp Ha-e-won từ anh, không ai chịu hạ cái tôi xuống để nhường nhau nửa lời. Jisoo đụng đến vết thương ở tay vẫn còn chưa lành của Eun-gyu, tức giận anh đã tung một cú đấm thẳng mặt vào người bạn của mình. Jisoo bỏ đi sau mâu thuẫn đó, Florida cũng tạm đóng cửa để giải quyết vấn đề nội bộ lục đục. Để tình trạng chiến tranh lạnh này không tiếp tục diễn ra, cả hai đã hẹn nhau ra để bộc bạch hết tất cả tâm sự trong lòng của mình. Jisoo mong rằng Eun-gyu có thể thẳng thắn đối diện với tính cách của chính mình. Những lời nói của Jisoo đã khiến cho Eun-gyu suy nghĩ rất nhiều. Anh đã luôn không nói ra thứ mình thích vì nhường nhịn Jisoo, nhưng đây là lần đầu tiên anh mong muốn điều gì đó mãnh liệt đến vậy. Nhớ lại những khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Ha-e-won, những ký ức ở cùng bên cậu ấy cứ liên tiếp hiện lên trong đầu Eun-gyu. Giờ đây anh thật sự rất muốn gặp cậu ấy. Chạy đến Florida, không kìm nén được cảm xúc của mình ngay khi vừa gặp Ha-e-won, anh đã trao cho cậu một nụ hôn vô cùng nồng cháy. Tình cảm của cả hai cuối cùng cũng được đối phương đáp trả. Florida cũng được mở trở lại, cùng với đó là cơm chó được phát từ sáng đến tối của cặp đôi mới chớm nở. Ha-e-won biết rằng Eun-gyu luôn mong muốn tìm lại được cha của mình, vì thế cậu đã khuyên Eun-gyu cứ yên tâm giao Florida lại cho mình phụ trách. Một năm trôi qua kể từ ngày Eun-gyu đi tìm cha của mình. Sự trở lại âm thầm của Eun-gyu đã khiến cho Ha-e-won vô cùng bất ngờ. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau những ngày xa cách. Bộ phim đến đây cũng kết thúc sau. Một câu chuyện tình đẹp cũng đã chính thức khép lại tại đây. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn các bạn trong những phim review đam mỹ khác.